Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Thân Kinh Tóc.vn. Đừng quên ở một nút like, chia sẻ cũng như ở một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất bên Thân Kinh Tóc. Thì ở hai video trước ta đã tìm hiểu về phiên bản Gold và phiên bản Chrome của SkinFace L27. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phiên bản màu cuối cùng, đó chính là phiên bản màu Black nha mọi người. Cùng theo dõi nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng test xem nó có thể cắt được bao nhiêu lần cắt cho một phút nha. Lần đầu tiên cho ta kết quả 6248 lần cắt cho một phút. Để chuẩn xác hơn thì ta cùng đo lại lần thứ hai nha. Lần thứ hai cho ta kết quả 6301 lần cắt cho một phút. Vậy là qua hai lần đo thì nó có thể cắt được tầm 6200 đến 6300 lần cắt cho một phút. Rất là mạnh đúng không ạ? Thì hiện tại sau 3 video chúng ta đã test về 3 phiên bản màu của SkinFace L27 thì đứng đầu là phiên bản Black nha mọi người, cắt tầm 6200 đến 6300. Xếp thứ hai đó chính là phiên bản Gold 6001. Và cuối cùng đó là phiên bản Chrome tầm 6000 lần cắt cho một phút nha. Thì lưỡi trên máy là lưỡi thép cao cấp, không rỉ, sắc mỏng, lưỡi bản rộng cạo nhanh. Đồng thời thiết kế hở lưỡi có thể nhìn thấy đường bấm bên dưới dễ dàng vệ sinh. Do đó trong khi mà có khách đông thì dùng phiên bản lưỡi này rất là tiện lợi, giúp ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Và máy thì được thiết kế với kiểu dáng gọn nhẹ, phong cách hiện đại, thiết kế thân giữ kim loại chống trượt, đồng thời có móc gel vô cùng tiện lợi. Do đó ngồi dùng để cắt ra thì với thiết kế đẹp như tri thì ta có thể hoàn toàn dùng để làm quà tặng cho baby hoặc gia đình vào dịp khai trương hoặc sinh nhật được luôn. Và bên trên máy đã được thiết kế lithium chuẩn chai, hoạt động được tầm 2,5 giờ và mất 2 đến 3 giờ để sạc đầy. Trên thân máy còn có hệ thống đèn báo bên giúp người sử dụng có thể chủ động trong công việc của mình. Thì đối với bên sử dụng được tầm 2,5 giờ và động cơ mạnh như rê thì quá là ok rồi. Tuy nhiên thời gian sạc của nó cũng mất tầm 2 đến 3 giờ. Do đó những bác nào có ít tông, tầm 1 tông thì các bác nên sắm những loại tông có hỗ trợ sạc nhanh như vậy, tiện lợi cho công việc của mình hơn. Còn những bác đã có nhiều tông viên rồi thì các bác có thể thử sức với tông này, bởi vì nó rất là hấp dẫn mà giá chỉ tầm vài trăm nha. Phụ kiện đi kèm theo tông đo thì gồm có 4 cửa nhựa có kích thước lần lượt là 1.5, 3, 6 và 9mm, một sạc dầu chai chỗ vệ sinh và thời gian bảo hành rất lâu lên tới 6 tháng. Thì gần cuối video rồi, em xin điểm qua một số ưu và nhược điểm của tông SkinFace L27 Black để các bác dễ nắm hơn. Về ưu điểm thì tông có thiết kế nhỏ gọn, đẹp, dễ sử dụng cũng như dễ làm quà tặng. Thứ hai là động cơ mạnh tầm 6200 đến 6300 lần cắt cho một phút và tiếng động cơ êm, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Thứ ba là pin lâu sử dụng tới 2,5 giờ và có thời gian bảo hành lên tới 6 tháng. Và điều đặc biệt là giá thành rất là phải chăng luôn, chỉ vài trăm nghìn. Và về nhược điểm thì lưỡi tông này nếu hơi sẽ khó tìm thay thế, do đó khi sử dụng ta nên chú ý trong khâu bảo dưỡng để lưỡi và máy sử dụng được lâu nhất có thể. Hiện tại thì tông đơ SkinFace L27 Black viền đang được bán với giá ưu đãi trung tông là 650.000 đồng. Hết khuyến mại sẽ quay trở về giá gốc là 750.000 đồng. Để tiết kiệm cho mình 100k cho chi tiêu lọc và cũng như sinh hoạt thì nên mua ngay trung tuần ha. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thân Kinh Tóc trong suốt video. Đừng quên ấn một nút like, chia sẻ cũng như ấn một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và ủng hộ kênh Thân Kinh Tóc cho ra nhiều video đặc sắc và hay hơn nha. Và bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau ạ.